Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có hai cái gói hàng. Mình đặt chiếc quả tóc về đến nơi nên là nó không có cái hộp mà cái dạng mà của Shopee. Chiếc quả tóc thì đây, hai cái món hàng đó là hai cái máy bơm nước. Đây, cái máy bơm thứ nhất đó là RS203, bơm đáy hồ, thổi luồng với lại thổi luồng với lại hút đáy lọc. Thì máy này nó là dùng điện 220V, 240V, tốc độ là 800 lít một giờ, 50Hz và 12W. Thì đây là máy thứ hai. Máy này cũng là máy của Trung Quốc, hai máy Trung Quốc. Máy này cũng là máy hút đáy nha, mà bơm đáy hút đáy. Thì cái này nó có lọc, còn cái này thì nó không có lọc. Thì bây giờ mình sẽ coi cái này trước đi. Mình sẽ coi cái đây, giá 95.000 của shop. Rồi, đây là AP 1003. Rồi coi AP 1003 là 650 ml giờ. Xin lỗi, 650 lít một giờ. 650 lít nha các bạn. 650 lít một giờ. Rồi. Coi thử trong máy có gì nha các bạn. Mình mua có 95.000. Thường thì mình hay xài con Asman, nhưng mà có nhiều bạn nói con này xài ngon lắm nên là mình mua thử coi sao. Chứ thường mình xài Asman. Asman nó sẽ mắc hơn con này một chút xíu, nó 150.000 nữa bạn. Đây, có tem rõ ràng, tem dán rõ ràng. Cái này tháo ra. Đây là cái vệ sinh máy bơm. Vệ sinh máy bơm cũng dễ và không có gì khó. Rồi, đây là hít thần kiến, hít thần kiến. Này là đầu bơm. Đầu bơm chúng ta thì chúng ta có những cái gì nào nè. Cái này để gắn vô cái máy bơm. Để gắn vô cái máy bơm. Rồi. Nếu chúng ta mà muốn vừa thổi luồn vừa có oxy thì các bạn sẽ gắn đây. Rồi. Các bạn hỏi con này như thế nào thì mình cầm con này nó không có chắc như con Atex đâu nha các bạn. Asman đâu nha các bạn. Nó không có chắc như Asman. Đây, Atex này nó không có chắc như Asman. Cảm nhận nó lỏng lẻo hơn Asman nhiều. Đó. Rồi. Đây mình treo cái này vô thành hồ. Và mình thời vừa thổi vừa bơm nước thổi luồn. Mà mình vừa có thổi oxy. Thổi oxy. Rồi. Nói chung là cũng thấy ổn. Nói chung là cũng thấy ổn các bạn. Cái này coi thử coi. Cái đầu nhỏ này, làm gì ha, mình coi thử đầu nhỏ này làm gì. Cái này là điều khiển lượng oxy vào nhiều hay ít. Này để mình coi còn có cái hướng dẫn đầu nhỏ nó làm gì không. Thank you.
Nếu mà làm vậy là bao chắc luôn. Rồi. Hơi oxy khỏi xì luôn. Thì cái máy này mình đánh giá, nói chung là xài thì mới biết được các bạn. Nhưng mà trước mắt cầm thì nó không có chắc như con Asman. Nói chung là cũng được, nhưng mà nó không có chắc như con Asman. Nó cũng nặng á, nhưng mà cái vàng trên này có vẻ nó hơi lỏng lẻo hả. Mình cầm cái vàng che, cái vàng nó vàng lọc á, lọc nước vô á, nó vẻ nó hơi lỏng lẻo. Rồi, bây giờ mình sẽ thử con này. Đó là con RX203 nha các bạn nha. Con này thì 800 lít giờ. 800 lít giờ. Mình coi coi chất lượng nó như thế nào. Rồi, mình thu ra. Cửa hàng nha các bạn nha. Con này thì mình mua, hình như mình cũng nhớ là giá ship và tốc. Con này 110.000, đúng rồi, con này mình 110.000. Con này 95.000, con này 110.000 nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ coi bên trong một cái máy. Đây nè các bạn, 110.000 nè, 110.000 nè. 110.000. Rồi, trong chiếc máy này có gì? Thứ nhất là một cái hộp lọc. Hộp lọc để thành kiến 30 ngon lành. Hộp lọc này kéo được các bạn, kéo được. Chứ mình nghĩ để tới hộp 40 quá. Rồi. 40 được luôn. Này để hộp 40 ngon lành luôn. Rồi, trước mắt để cái hộp lọc qua bên thôi các bạn ha. Chút nữa mình coi hộp lọc sao, coi cái máy bơm nó chất lượng nào. Máy bơm có vẻ chất lượng á. Nặng. Rất là nặng các bạn. Con này có vẻ nặng á. Cái nút. Nút này là để đấy bạn, đây là cái hút đáy. Hút đáy nè. Cái này là cái mình chặn lại để mình thổi luồng trước nè. Còn nếu mà mình muốn cho nó lên vừa thổi luồng mà vừa lên ngay chỗ hộp lọc thì mình sẽ sử dụng cái nút này. Rồi, để mình coi thử nha các bạn nha. Còn cái này là ống oxy nè, giống như cái bên cái trước nè. Cái 1003 trước á thì này là ống oxy. Nó nhiều chức năng hơn nha các bạn. Có vẻ là nó chắc chắn hơn cái thằng Litech 1003 này. Mình coi ở bên trong hộp lọc có gì nha các bạn. Miếng nhựa để lọc, có dây, miếng nhựa, dây, dây ngắn, ống, đây hút đáy nữa bạn, hút đáy gắn đây, rồi hút đáy thì mình sẽ gắn đây, rồi. Ổn rồi bạn. Rồi bây giờ thổi. Mình coi thử rồi có gì trong này. Giữ ống, hít thành kính giữ ống. Ống này. Cái này thì sẽ gắn đây. Đấy, này gắn đây. Ống 16. Cái này mình nghĩ là ống 16. Ống 16 thì sẽ dẫn đây. Rồi. Đó các bạn. Đó. Như vậy là ống 16 chúng ta sẽ gắn đây. Rồi. Để chúng ta thả cái lưới đây. Thả cái lưới vô. Lưới lọc. Và chúng ta để mút lên. Còn cái gì trong này nữa, còn một cái nữa, đây chưa hết rồi. Cái giữ ống. Rồi.
Rồi đó các bạn, như vậy ha. Rồi nắp đậy lại. À, giờ mình chưa đẩy xuống hết nè. Đây là ống thổi luồng nữa bạn. À, con nữa, còn gì đây? À, ống thổi luồng. Có cái gì chưa đúng? À, ống oxy. Oxy gần đây. Rồi, oxy gần đây. À, ống này thì gắn đế. Xả nước xuống đó mà. Rồi. Rồi. Ống này là ống xả nước xuống. Rồi. Vậy, bây giờ mình sẽ coi cái máy. Cái này thôi luôn. À, tháo ra được luôn. À, nó tháo ra được đầu ôm rồi luôn các bạn. Rồi, ok. Thổi luôn. Đây, cái này mình sẽ gắn nó lên, gắn ống này lên nè bạn. Đó, cho nó chạy lên cái hộp lọc nè. Đó, này mình gắn cho nó chạy lên hộp lọc nè.
À, còn cái này là mình dán cái thỏi lùn vô. Rồi, rồi mình thỏi lùn đó. Rồi. Thì nước nó sẽ chảy vào đây. Và nó cũng sẽ thông qua các cái lỗ này để nó tạo oxy. Ngoài ra là nó sẽ đó, cái này các bạn sẽ dắt lên thành. Cái này cầm nó có vẻ cứng cáp hơn cái máy Litex. Nó gắn chỉ có ba cái hít tường thôi, ba cái hít kiến thôi bạn. Đây. Này tháo ra được. Rồi mình dẫn vô. Sau rồi mình muốn lên lên nhiều hay thấp gì á, mình sẽ kéo cái này lên. À, cũng khá là ổn các bạn. Với 110.000 thì máy này rất là tốt. Máy này là máy hút đáy, tạo dòng. Với lại bơm lên là bơm lên hợp lọc. Đây nè các bạn. À, cũng hay. Nói chung là hấp dẫn. Với cái giá 110.000 thì đầy đủ. Còn cái máy này thì mình chỉ làm để hút đáy, tạo dòng thôi bạn. À, thì thường là những cái máy này thì mình nuôi cá thì mình nuôi hồ thủy sinh thì mình ít dùng mấy cái này lắm. Mấy cái này là để mình nuôi hồ bảy màu rồi hồ mấy con cá mà cái dĩa rồi bạn, thì mình hay dùng này với hay dùng cái hút đáy này, chỉ dùng cái con hút đáy tạo dòng với lại đẩy lên lọc, nó nhiều chức năng nữa các bạn. Đó, mình hay dùng con này. Nhưng mà cái con này các bạn cẩn thận nha, cái công suất nó rất là lớn. Nó thổi, mình dùng cái hồ thủy sinh đó, mà mình dán vô cái là nó thổi hư hết các cái quá trình sắp xếp mấy cái cây của mình. Các bạn cẩn thận khi dùng máy này, nó to. Là khi mà mình nhắn vô là nó thổi rất là mạnh, thổi vù 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 rất là mạnh, nên để ý cái việc đó. Rồi tới đây thì mình cũng cho bạn thấy hết được mấy cái máy. Thật ra mà mấy máy này xài thì xài thôi bạn, có cái hên thì mình xài 5-3 năm không hư, xui gì nhiều khi xài vài tháng là nó hư. Xài cũng mấy cái rồi. Con này thì nó hơi bự, con trước của mình nó nhỏ hơn nè, chắc là nó sẽ tốt hơn. Rồi tới đây mình xin kết thúc review cái sản phẩm, đó là cái bơm lọc nước của hồ cá RS203K hàng Trung Quốc. Nhưng mà mình xài cái này một lần hai lần vậy cũng rất là ngon. 800 lít trên giờ. Và cái máy thứ hai đó là máy Litex. Nếu bạn nào mà chưa có mua mà tính mua cái máy Litex này, tất nhiên là nó chỉ rẻ thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua thì mình vẫn khuyên các bạn mua Asman nha, đừng mua con này. Cầm hơi lỏng lẻo, cầm hơi lỏng lẻo các bạn. Đụng cái là nó rơi ra, đụng cái nó rơi ra luôn. Nên là mình nghĩ là các bạn nên xài Aslan hay hơn, cầm nó cứng cáp. Con này được cái nó rẻ thôi, còn nếu không thì xài qua con này đa chức năng hơn. Hút đáy cũng được. Cái này nó có cái hay, cái là bạn đặt ở dưới đáy á thì nó đứng được luôn. Còn cái con này thì nó đứng không có được, nhưng mà nó sẽ dựa tường rất là tốt. Bạn tùy vào cái nhu cầu của mình mà các bạn chọn. Thì tùy cái nhu cầu các bạn thấy cái nào phù hợp các bạn chọn, để nó phù hợp với cái nhu cầu của mình lại cái giá tiền của mình nữa. Thì tới đây mình xin kết thúc cái review cái sản phẩm đó là RS203K.
lọc đáy có hộp và một cái lọc đáy không có hộp. Tất cả sản phẩm đều của Trung Quốc, tất cả sản phẩm đều của Trung Quốc nha bạn. Thằng này dở yếu, cầm cái là nó rơ luôn. Nếu các bạn mua, mình khuyên các bạn đừng mua này, mua Atman cho nó cứng cáp. Này hơi yếu quá. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.